Chào các bạn, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về giao diện chính của Microsoft Project 2010. Thì để cho dễ thì mình sẽ mở một cái project nó đã có sẵn, ví dụ như Commercial Construction. Chúng ta lấy ở trên mạng từ cái Microsoft Corporation mẫu. Thì cái giao diện nó sẽ như vậy. Mình sẽ đi vào chi tiết. Cái giao diện ở trên đây như các bạn đã thấy thì nó còn gọi là Microsoft Grid Form, với các tab như là File, Task, Result, Report, Project, View, Format, với thanh công cụ Quick Access. Trên đây bạn thấy nút lưu, undo, redo. Cái report với các chức năng như là độ găng. Và các format giống như bạn sẽ thấy về form ở các chương trình tương tự Excel, Word. Còn đây là các label, bạn thấy timeline hay là gang chart, những cái thanh view shortcut cho phép bạn chuyển chế độ gang chart hoặc tag usage. Còn này là thanh trạng thái status, cho phép bạn chuyển chế độ từ auto or manually. Auto manual. Thì đầu tiên mình giới thiệu về cái giao diện gọi là Back State. Bạn click vào File. Thì trên cái giao diện này bạn sẽ có các mục như là Info, New nếu bạn muốn tạo một cái project mới, hay là Open một cái project cho trong máy, lưu lại dự án, Save as, in cái dự án ra. Rồi có thể share với email, hay là với SharePoint, hay là export ra PDF, hay là document, hay là save project as file, hay là đóng dự án. Rồi có thể account hay là những cái option khác. Bạn có thể tùy chỉnh trong đây về General, Display, Schedule, Language, v.v. Cũng giống như những cái chương trình Microsoft Office, Excel và Word mà chúng ta thường thấy. Rồi mình sẽ đi sâu vào phần Ribbon và phần Tag. Tag thì mình có các tab, ví dụ như tag và result. Đây là tab, đây là result. Thì liên quan đến những cái dữ liệu mà mình phải làm việc. Rồi giao diện report là những cái report bạn có thể tạo ra như là dashboard, result, resources, costs, những cái visual report, v.v. Bạn có thể thử để có thể hiểu rõ hơn. Rồi giao diện project chứa các chức năng để có thể áp dụng cho toàn bộ dự án. Những cái view
rồi giao diện View là cho bạn kiểm soát xem thông tin trong dự án bằng nhiều cách trình bày khác nhau, ví dụ lượt độ găng, Team Planner, Resort, Usage. Format là một tab tùy chọn các chức năng hiển thị trên tab này tùy thuộc vào các chức năng chính mà bạn sử dụng hoặc thành phần bạn muốn xem. Ví dụ khi bạn xem một công việc, chẳng hạn biểu đồ găng tràn, thì chức năng trên tab format hiển thị và giúp bạn trên cái biểu đồ này. Ví dụ như bạn chọn cái view là găng tràn thì bạn có thể chỉnh những cái format theo ý muốn của bạn. Ví dụ găng tràn style theo cái màu sắc baseline. Rồi trên cái tab thì bạn có thể thấy những cái như là view, clip, font, schedule hay là các stack, có thể insert hay là properties, editing. Một số chức năng thì bạn có thể thực hiện ngay lập tức, và một số thì bạn thể dẫn đến nhiều lựa chọn hơn. Xong rồi mình sẽ đi sâu vào phần view. View là nơi bạn có thể thêm thông tin các dự án như task view, result view, data, zoom, slide view hay là Windows macro. Bạn có thể sử dụng từng cái chức năng nhập, chỉnh sửa, hiển thị dự án. Mặc định trong task view sẽ là hiển thị biểu đồ găng. Nếu bạn muốn xem toàn cảnh một cái dự án, tiến trình một cái dự án, thì bạn có thể chọn ví dụ như lượt đồ timeline tại cái nhóm slide view như mình đã chọn sẵn cho bạn. Bạn có thể thấy timeline. Bạn có thể tìm lấy order view như là resort form hay là resort wrap để xem cái biểu đồ sử dụng các nguồn nhân lực. Rồi mình xin kết thúc chương 1 là tổng quan về giao diện của Microsoft Office Project tại đây. Hẹn gặp bạn lại các bạn trong các chương trình lần sau.